Còn tại các tỉnh phía Nam, thống kê đến giữa tháng 8 năm nay, có khoảng 2,5 triệu lao động phải ngừng việc, chiếm 70% số lao động phải ngừng việc trong cả nước. Trong khi hơn một tháng qua, do tâm lý lo sợ lây nhiễm cùng với đời sống khó khăn, do không có việc làm và thu nhập, hàng triệu người lao động tiếp tục đã rời các trung tâm công nghiệp lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai trở về quê. Sau khi nhiều tỉnh thành phía Nam nới lỏng giãn cách, các doanh nghiệp đã hoạt động trở lại và đối diện với bài toán thiếu hụt lao động trầm trọng. Đây là bài toán khó cho doanh nghiệp khi bước vào giai đoạn phục hồi sản xuất. Sau khi Bình Dương nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, đến nay khoảng 85% doanh nghiệp tại các khu công nghiệp đã hoạt động trở lại. Mặc dù tình hình dịch bệnh đã giảm nhưng tâm lý của nhiều người vẫn còn lo ngại, chưa sẵn sàng trở lại nhà máy làm việc. Khoảng 80% trong số gần 1,3 triệu công nhân trên địa bàn tỉnh này là lao động nhập cư. Đợt dịch thứ tư kéo dài nên rất nhiều người đã về quê, ước tính hơn 300.000 trường hợp. Dự báo từ đây đến cuối năm, Bình Dương có thể thiếu hụt 40.000 đến 50.000 lao động. Số lượng doanh nghiệp đi vào hoạt động rất là cao và trong số đó thì nhiều cái nhà máy, doanh nghiệp cũng sẽ từ hoạt động ba tại chỗ sẽ quay về hoạt động bình thường. Tôi nghĩ rằng cái số lượng việc làm sẽ tăng lên rất là cao và những người lao động ở các địa phương bạn mà hiện nay trong thời gian tạm trú ở đây sẽ tiếp tục có cơ hội việc làm. Bên cạnh đó thì hiện nay Trung ương đang triển khai thực hiện cái gói chính sách an sinh xã hội, trong đó tiếp tục thực hiện cái hỗ trợ người lao động bị mất việc làm. Cái bảo hiểm xã hội, cái gói bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động ở lại cũng sẽ được tiếp tục thụ hưởng cái chính sách này. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp cũng đang gặp nhiều khó khăn trong thu hút lao động. Như với công ty này, lượng lao động hiện thời chỉ mới bằng 70% so với lúc bình thường dù đã nỗ lực tuyển dụng. Một số mà lao động về quê hiện tại họ đang rất là lưỡng lự. Tâm lý là họ cứ cho là không biết cái tình hình dịch bệnh của Sài Gòn thực sự là ổn chưa. Rồi thứ hai nữa là nó gần dịp Tết cuối năm. Thì họ cứ nói là thôi họ chờ để coi qua Tết rồi họ mới lên. Giờ đến Tết là tình hình lao động, nhất là lao động phổ thông, nó sẽ là khan hiếm ạ. Giờ anh em công nhân là vận động với nhau. Ai mà giới thiệu được một người hay vận động một người lên, làm được một tháng thì thưởng mỗi người bao nhiêu tiền để công nhân họ tác động với nhau á. Theo Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 22 tháng 10, có 91% doanh nghiệp của các khu công nghiệp đã trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới, nhưng chỉ có khoảng 70% lao động trở lại làm việc, khoảng 100.000 lao động còn ở các tỉnh. Cái nhu cầu mà cần tuyển lao động của các doanh nghiệp hiện nay đó là khá lớn, bởi vì cái phục hồi sản xuất của họ đó là phát triển theo từng ngày, từng tuần, từng tháng. Nên là cái lượng lao động mà đi về quê rồi đó, bây giờ quay trở lại thì nó cũng giống như là nhỏ giọt vậy đó, nó chưa đáp ứng được đầy đủ. Hiện tại là rất nhiều doanh nghiệp cũng đã đang rất là chủ động trong cái việc là liên hệ với người lao động, và thậm chí có một số đơn vị là cử xe đưa về tận quê rước người lao động lên làm luôn. Ở các cái tỉnh như thì Sóc Trăng và Trà Vinh cũng có liên hệ với tôi, Hà Tĩnh nữa có liên hệ với tôi. Tức là hiện giờ người lao động cũng đang tìm việc ở dưới, nhưng mà cái năng lực mà để cung cấp cái nhu cầu, đáp ứng nhu cầu lao động ở dưới tỉnh thì không đáp ứng nổi. Thì cũng có kết nối trung tâm, trong vòng 2 tuần tới sẽ đưa lực lượng lao động các tỉnh nó vào. Cuối năm là khoảng thời gian quan trọng để các doanh nghiệp nỗ lực tận dụng nâng cao hiệu quả năng suất để hoàn thành đơn hàng phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu, nhất là nhu cầu mua sắm tiêu dùng theo mùa nước. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và trong bối cảnh thiếu hụt lao động tại các khu vực phía Nam như hiện nay, thì đây là bài toán khó cho các doanh nghiệp khi bước vào giai đoạn phục hồi sản xuất theo chủ trương mới của chính phủ là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.